Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là thứ tư, 8 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 77 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc, đó là Trả lại ta tên Sài Gòn. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Sài Gòn ngày xưa vào một ngày 30 tháng 4. Biến câu đau thương mang đến quê hương nhiều nước mắt hơn bao nụ cười và lòng hận thù kêu cần rồi cha xì nhục phương Nam xóa tên Sài Gòn như xóa bóng quân thù một thời loạn ly mà nào người bỏ nước ra đi khúc hát thanh bình chưa dứt tâm tình mộng vụn tắt chưa chan nghẹn ngào người còn ở lại cũng đành sống thân trăm niên còn người ra đi với tên Sài Gòn chung số kiếp lưu vong. Hãy trả lại quê hương tên Sài Gòn của ngày xưa cũ. Hãy trả lại quê hương bao con đường gấm vó thay tên. Hãy trả lại quê hương tự do công lý cho muôn người. Hãy trả lại cho ta tên Sài Gòn bao người yêu mến. Một đời lưu vong, một đời gông cùng vì hai chữ tự do. Chào tất cả quý vị và các bạn. Đúng vậy, phải trả lại tên Sài Gòn. Những người nào sống ở Sài Gòn, sống ở miền Nam, mà bây giờ cái Sài Gòn lại mang tên của một cái xác chết, tức là Hồ Chí Minh. Đau lắm. Trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Hãy trả lại cho ta tên gọi Sài Gòn. Sài Gòn ngày xưa vào một ngày 30 tháng 4 biến câu đau thương mang đến quê hương nhiều nước mắt hơn bao nụ cười và lòng hận thù của kẻ kêu căng rồi cha xì nhục phương Nam xóa tên Sài Gòn như xóa bóng quân thù một thời loạn ly mà nào người bỏ nước ra đi khúc hát thanh bình chưa dứt tâm tình mộng vụn tắt chưa chan nghẹn ngào người còn ở lại cũng đành sống thân cầm nến còn người ra đi với tên Sài Gòn chung số kiếp lưu vong. Hãy trả lại quê hương tên Sài Gòn hãy trả lại quê hương bao con đường góc phố thay tên hãy trả lại quê hương tự do công lý cho muôn người hãy trả lại cho ta tên Sài Gòn bao người yêu mến
tập viết sâu khắc ghi một đời. Một đời lưu vong, một đời gông cùng vì hai chữ tự do. Một đời lưu vong, một đời gông cùng vì hai chữ tự do. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Lisa kính chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam phải kiên cường, có một sức khỏe để mà chúng ta phải mà vấn đề là đấu tranh để mà quang phục lại đất nước Việt Nam, lật đổ một cái tà quyền cộng sản. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày mà nó đánh dấu những cái chuyện mà đau thương của dân tộc Việt Nam. Cho nên Lisa mong rằng những cái dịp mà vấn đề là vào ngày mà vấn đề là 8 tháng 3 này thì tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta hãy suy nghĩ lại đi. Những chị em phụ nữ ở tại Việt Nam, đảng nó rêu rao là ngày 8 tháng 3 nó tôn trọng phụ nữ mà có tôn trọng không? Bây giờ các bạn thấy cái cuộc biểu tình 5 tháng 3 vừa rồi, người ta đuổi đầu thằng Formosa ra khỏi Việt Nam. Mà nó dám lên trên báo chí nó nói là người dân biểu tình chỉ vì đòi tiền tăng lương lên thôi. Lisa nhận được một cái mật tin mà đảng Cộng sản Việt Nam nó đang tung chiêu ra. Tức là nó muốn gây cho mọi người, mọi đảng phái, mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau. Ai ai cũng là chụp mũ cho nhau. Thằng này là dư luận viên, thằng kia là cộng sản. Thậm chí những người mà chửi thẳng vào chế độ, họ cũng không tin. Lisa xin nói với tất cả mọi người, các bạn có thể không tin một người nào đó cũng được, không sao cả. Nhưng khi Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, đã đàn áp, thì chúng ta phải liên kết với nhau thành một sức mạnh tuyệt đối. Lisa mong rằng đang làm việc để mà gửi những cái sự việc mà chà đạp nhân quyền lên Liên Hiệp Quốc. Những người Việt bên hải ngoại cũng phải nên tiếp tay vào để quan tâm đặc biệt cho những người ở tại Việt Nam mà bị đảng Cộng sản Việt Nam bắt đi. Họ cố tình họ làm như vậy để chi vậy? Để cho những người mà có cái nhiệt quyết đấu tranh để mà lật đổ Cộng sản họ nản chí. Cho nên tất cả những người nào ở tại Việt Nam, không cần biết các bạn là người như thế nào, kể cả những người Cộng sản Việt Nam, mà đến bây giờ nhìn ra bản mặt đảng Cộng sản Việt Nam, Lisa cũng luôn luôn tin dùng. Nếu các bạn sợ sệt đi vào hội đoàn, vào nhóm, thì Lisa mong rằng các bạn chỉ liên kết 2 người hoặc 3 người hoặc 4 người, hãy làm âm thầm những sự việc nào đó để mà mình giữ lấy đất nước Việt Nam. Không cần phải báo cáo cho Lisa, không cần phải nói cho Lisa ở trên cái mạng này, bởi vì cái lũ an ninh mạng nó đang theo dõi rất là chặt chẽ. Các bạn có thể vui chơi hoặc thậm chí các bạn có thể chửi lại những người vấn đề là như Lisa cũng được nữa. Nhưng trong đầu các bạn biết các bạn làm cái gì. Chúng ta phải dương đông và kích tây như vậy, mong ra mới thắng Cộng sản. Thời gian gần đây chúng tấn công vào những người đấu tranh chống Cộng sản ở tại Việt Nam. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để mắc mưu Cộng sản. Chúng ta nhìn quanh chúng ta ai ai cũng là Cộng sản, ai ai cũng là an ninh. Thì bây giờ chúng ta cảm thấy chúng ta đuối, chúng ta không đấu tranh chống Cộng sản nữa. Đó là mục tiêu của đảng địch.
Bây giờ ở trong nước Việt Nam 85% người dân đang sôi sục, đang căm thù chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra những cái chiêu bài như thế này. Lisa không cần các bạn phải theo một tổ chức nào. Lisa không cần các bạn phải nghe một kẻ nào. Các bạn hãy hành động cho Lisa. Đối với Lisa, tất cả những người đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam, Lisa đều quan tâm đặc biệt. Lisa đang làm việc bằng từng ngày giờ về những chuyện bị bắt bớ ở tại Việt Nam. Mà Lisa không nhận được một cái gì cả. Anh Vũ Quang Thuận là cái người mà đã chửi thằng chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh. Các bạn nghĩ Đảng Cộng sản nó có tha cho anh này hay không? Cho nên hiện bây giờ Đảng Cộng sản đang bắt anh Vũ Quang Thuận. Lisa mong rằng những người nào mà là trong cái nhóm của anh Vũ Quang Thuận hãy nên đưa nhiều hơn nữa lên trên mạng để cho những người cộng đồng Việt Nam làm việc ở hải ngoại này người ta liên kết để mà người ta làm việc. Không cần biết người đó ở ngoài Hà Nội hay là ở trong Nam hay là ở đâu. Còn đối với cái lũ mà dư luận viên, đối với cái lũ mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thì các người hãy mở mắt ra đi nha. Những người mà theo cộng sản như là Trịnh Xuân Thanh bây giờ qua bên đây rồi cũng quay đầu lại. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nhìn ra được bản chất của Đảng Cộng sản. Cho nên Lisa mong rằng tất cả những người nào mà cứ bằng giả vờ lừa nước độc, lừa nước đục để mà đi vào, để mà làm con chó săn cho Đảng Cộng sản, sau này các bạn coi chừng, các bạn sẽ quay đầu lại và chính nhờ Lisa để chửi cái chế độ Đảng Cộng sản. Đây nè, bây giờ nó kêu bán 10.000 chiếc xe công. Những thằng mà ở xã, ở phường, bây giờ nó không còn tiền, trung ương không còn tiền nữa. Nó để cho ăn no đủ rồi, bây giờ nó lôi ra nó tịch thu những chiếc xe công này để mà nó bán. Các bạn lấy đi, rồi bắt đầu chuẩn bị tới nhà cửa của những người này nữa. Trung thành với đảng đi. Lisa nhận được một cái mật tin, nó muốn làm như vậy để chi vậy? Để mà nó thay thế những cái xe của thằng Tàu đi qua. Cho nên những người nào mà ở Việt Nam mà làm con chốt cho Đảng Cộng sản, làm tay sai cho Đảng Cộng sản, cứ tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam đang mạnh như vậy thì sau này coi chừng quay đầu lại không kịp. Bởi vì ngày nay đất nước Việt Nam thuộc về của thằng chó đẻ Tàu Cộng. Các bạn thấy không? Một con trung quý mà vấn đề là coi về an ninh, bị hiếp dâm, bị cởi quần áo rồi, nó dựng hiện trường, nó đưa lên xe, nó giả bộ nó tông vô để cho nằm ở ngoài đường lõ lồ như vậy. Người ta khám nghiệm biết rằng con nhỏ này đã bị giết chết đó. Những kẻ nào mà đi theo Cộng sản Việt Nam sẽ có cái chết như vậy đó. Các bạn coi ngày 8 tháng 3 mà người phụ nữ ở trong nước người ta phải rơi nước mắt khi mà người ta bị mất nhà, mất cửa. Làm ăn bây giờ thì nó đập phá tùm lum hết. Nghe lời của cái thằng chó đẻ, vấn đề là ở ngoài Hà Nội, nó muốn giả vô mặt của thằng Đinh La Thăng ở tại vấn đề là thành phố Hồ Chó Đẻ. Một cái thằng mà phó chủ tịch mà chỉ có ở một cái quận nhất thôi. Mà bây giờ nó tung hoành, nó đập vỉa hè, nó phá đồ, nó phá đạt như vậy. Các bạn thấy ở trong nội bộ đảng như thế nào? Những cái tỉnh thành ở tại Cà Mau, Lisa nghe nhận được đó. Công tình lấy tiền bạc, cái lũ này khôn nhà dạy chợ, lấy tiền bạc của người dân, mua những cái xe sang. Bây giờ nó tịch thu hết những cái xe công để mà nó rao lên, nó bán. Mười ngàn chiếc xe công
sẽ được bán đấu giá. Bộ Tài chánh sẽ lấy tiền đó để trả lương. Các bạn thấy rõ ràng cái nền kinh tế của Cộng sản nó như thế nào. Cho nên những người nào mà cố tình theo đám ăn tàn mà giả bộ để mà đi theo cái đạn đỉ thì coi chừng. Nên là các bạn coi ngày 8 tháng 3 người ta khóc như thế nào. Các bạn thấy không? Báo chí thì giả bộ ca ngợi ngài phụ nữ, mà những người đàn bà này mất đất, mất nhà, con bị chết, người ta khóc la lên tới tận trời xanh. Vậy mà các bạn vẫn can tâm để mà đi làm những con chó săn cho chế độ này hay sao? Các bạn bị mù lòa hay sao vậy? Rồi coi một cái người phụ nữ mà nói về ngày 8 tháng 3 là chị Bùi Thị Minh Hằng, là cái người mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chơi xấu bởi vì chị chống cái bọn Tàu Cộng. Coi chị nói gì về ngày 8 tháng 3. Để các bạn thấy được sống trong một cái đất nước, sống trong một cái xã hội mà nó lừa bịp, nó láo khuét đến mức độ như thế nào. Đây không phải là Lisa dàn dựng lên. Không phải Lisa dàn dựng đâu. Get what's new now. Mà đây là sự thật của những người ở trong nước. Các bạn đang xem trực tiếp. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Cái lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản đang rầm rộ để tổ chức ngày 8 tháng 3 cho phụ nữ. Nhưng thực tế thì chị Minh Hằng trở về Vũng Tàu. Chị Hằng là một người tù lương tâm vừa ra khỏi nhà tù ngày 11 tháng 2 năm 2017 vừa qua và trở về Vũng Tàu. Thì khung cảnh ở nhà rất là đổ nát. Bên cạnh Minh Hằng là những chị đi thu mua ve chai. Đây là thân phận của những người phụ nữ ở trong xã hội. Quá tội. Hôm qua Minh Hằng đã có cơ hội để mà đề đạt đến mọi người là về cái thân phận người phụ nữ Việt Nam trong chế độ của nhà cầm quyền cộng sản. Rất là nhiều người về đây để mà giúp đỡ cho Minh Hằng dọn nhà dọn cửa và tặng hoa Minh Hằng. Một người tù ra khỏi nhà tù của chế độ cộng sản mà được rất nhiều những người dân tìm đến để chia sẻ, để thăm hỏi, để tặng quà. Thì rõ ràng cái chế độ này á, nó đã làm những cái điều mà quá tàn tệ, khiến cho người lòng người dân bây giờ rất là sôi sục. Chúng nó chỉ mị dân thôi. Hiện nay thì các quý vị có thể xem ở đối diện ngay bên trước cổng nhà tôi là một lực lượng rất hùng hậu. Khi tôi về thì một lúc chỉ đầu là hai người, nhưng mà sau đó thì rất đông những kẻ mà ngồi ở bên kia đường tụ tập đánh cờ đềm hả? Tụ tập đánh cờ và để nhận tiền hàng ngày. Xin quý vị là cả đã nhận thấy chưa? Một lực lượng rất đông những kẻ vô công dối nghề đó hiện nay đang ngồi chầu trực ở đó. Một cái xã hội, một cái chế độ mà chúng ta phải đóng thuế để mà nuôi sống họ, nhưng mà trái lại thì họ dùng những đồng tiền thuế của người dân vào những cái việc vô công rồi nghề và những sự khủng bố. Sáng nay tôi có viết lên trên mạng một cái status là tôi trở về Vũng Tàu vào ngày quốc tế phụ nữ hôm nay, hy vọng rằng là nhà cầm quyền sẽ cử hội phụ nữ hay bất cứ ai đó đến để mà tặng hoa cho tôi giống như là những người dân đã từng tặng hoặc là giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng thực sự thì điều đó hoàn toàn không có. Đó thì bà con nhìn thấy tất cả cái cuộc sống thực tế của người dân chúng tôi như thế nào. Bên cạnh tôi là những chị một thượng bà mua ve chai, họ chờ đợi bên căn nhà đổ nát của tôi để mong lượm lại được những cái gì đó để mang về cho cuộc sống, để lo cuộc sống gia đình của họ. Họ phải sống trong cái môi trường cùng khổ dưới cái sự áp bức của chế độ tà quyền cộng sản. Trong khi đó thì chúng dùng những đồng tiền thuế của nhân dân vào những việc vô bổ. Các quý vị có thể nhìn thấy rằng xa xa sau lưng tôi là một nhóm rất đông những cái tên an ninh
mà ngồi bây giờ chỉ ngồi chơi cờ thôi và để nhận tiền đó, ngay đối diện với cổng nhà tôi sang là thì thưa tất cả toàn thể quý bà con cô bác là nhờ từ xưa cho đến nay nhà cầm quyền cộng sản luôn luôn tìm mọi cách để lừa mị người dân. Họ nói rằng họ lo cho dân được cơm no áo ấm, họ nói rất nhiều những cái mỹ từ cao đẹp, nhưng thực chất thì như là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa đã từng nói, đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những việc cộng sản làm. Hiện nay bên cạnh đó, các bạn thấy đó, những người dân ở trong nước bây giờ là những người tù nhân lương tâm, người ta đã đi ra, người ta nói về chế độ này như thế nào. Sắp tới đây các bạn toàn dân ở trong nước phải chuẩn bị tinh thần. Nó sẽ bố ráp và nó sẽ bắt rất là nhiều người. Và người dân Việt Nam phải chuẩn bị tinh thần mà phải can đảm lên. Đừng có để cho nó phải vấn đề là làm mà cho các bạn run sợ. Nó giả bộ, nó nói rằng là lực lượng mạnh nhất của cảnh sát cơ động để mà nó rung cây nhát khỉ chế độ đạt. Nó rung cây nhát khỉ tất cả mọi người dân. Cho nên mọi người dân đừng bao giờ run sợ trước cái tà quyền, trước cái vấn đề là kêu bằng là sự giả mang của Đảng Cộng sản. Nha. Xin chào cô Lisa thân mến. Tôi có một tin này muốn Lisa công bố cho toàn dân Việt Nam biết và không nên ăn thịt hàng đông lạnh. Bởi tôi có đứa cháu vừa đi về, nó kể, nó lên cửa khẩu Lào Cai làm củ vạn, bốc vác, nhưng đi được một tuần nó phải bò về bởi nó không đủ sức khỏe để làm việc. Công việc chuyên bốc vác hàng đông lạnh từ Tàu Cộng sang Việt Nam ta, mỗi bao từ 50kg cho đến 70kg, nó đóng vuông thành sắt cạnh, nhưng vì việc quá nhiều không thể đủ sức mà làm. Mặc dù cháu tôi to con khỏe mạnh nhưng cũng không đủ sức để mà làm việc. Một ngày hàng trăm xe container đông lạnh tuồn vào Việt Nam, như vậy dân mình không mấy hồi sẽ bị ung thư mà chết. Vậy tôi mong Lisa nói cho mọi người biết để tẩy chay hàng đông lạnh của Tàu Cộng. Xin cảm ơn Lisa. Lisa đã nói cái tin này rất là nhiều. Người dân Việt Nam có nghe hay là không, đó là quyền của người dân Việt Nam. Và những người dân Việt Nam có chọn lựa được cái gì hay không, hay là ra chợ không còn chọn lựa gì hết, phải cúi đầu để ăn những cái đồ độc này. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị giúp em tin này để mọi người ở Cần Thơ cảnh giác nha chị. Có bà giáo viên tiểu học tên là Đồng Thị Ngọc Hạnh, bà dạy trường tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều, Cần Thơ đó chị. Bà này dạy học mà ăn hối lộ kinh khủng luôn chị ơi. Phụ huynh cho con học thêm mà không cho tiền bà. Vào các ngày lễ Tết là bà chửi xấu sau lưng, với lại đì đọt con người ta, tội nghiệp lắm chị ạ. Em có đứa cháu học lớp 1, học thêm chỗ của bà dạy không biết như thế nào mà cháu em về khóc nói là cô giáo mắng là đồ ngu. Hỏi chị chứ, có cô giáo nào mà chửi học trò là đồ ngu không? Em thấy bất bình lắm mà không dám nói gì, tại cháu em học lớp 1 do bà làm chủ nhiệm đó chị. Các bạn của em cho con đi học thêm chỗ của bà cũng phải cắn răng chịu đựng, lỡ trễ đóng học phí vài ngày là bà hỏi hoài, bà nói không đóng thì nghỉ mẹ ở nhà đi cho thành dốt luôn. Bà dạy thêm ở nhà bị hàng xóm phản ảnh vì bà làm mất trật tự lắm chị ơi, dạy học trò mà la mắng ôm sòm rồi còn đánh học trò nữa. Có đứa bạn em, có đứa con đi học chỗ bà về, tối ngủ bị ám ảnh, cứ nói mớ là cô ơi, con biết lỗi rồi, đừng đánh con nữa.
là người làm trong ngành giáo dục, nhưng đạo đức của bà này không có chị ơi. Mẹ chồng của bà là bà coi như ô xin, em chở cháu lại học thêm lúc nào cũng thấy mẹ chồng của bà phải làm mọi việc từ giặt giũ, lau nhà, rửa chén, trong khi mẹ chồng đã già lắm rồi. Bà nói chuyện với mẹ chồng mà như là người ngang hàng, không chút tôn trọng nữa. Lúc đầu em không biết là mẹ chồng, cứ tưởng là ô xin không đó chị. Bà có đứa con gái cũng không nên nốt nữa chị ơi. Nó nói chuyện với mẹ nó mà nó nạt nộ ghê lắm. Bà thì im tới nức, nói chuyện với cha mẹ không ra gì cả thì làm sao dạy con em. Chị ơi, em nghe mà xấu hổ giùm luôn đó chị. Mong chị lên tiếng nói giúp bọn em. Ai có con em thì nên cẩn thận khi học thêm chỗ của bà Đồng Thị Ngọc Hạnh này. Nhà bà ở hẻm 85, đường Nguyễn Đệ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha chị. Em cảm ơn chị Lisa yêu mến. Love you. Chị đã nói rồi. Nếu mà các em mà vấn đề là có con em mình thì đừng có cho nó đi tới những cái trường nó học. Bây giờ ở trong trường toàn là những thầy cô giáo là đảng viên, là dở công an không. Ngay cả ông hòa thượng nào hôm qua cho chị coi đó, ông giảng đạo, ông nói thẳng luôn á, là bây giờ trong cái chế độ mà nhồi sọ giống như là nhồi huấn luyện con chó xiết vậy đó. Huấn luyện như là con chó xiết vậy đó. Tất cả những em học sinh ở tại Việt Nam, ngày hôm nay các em đã lên được cái mạng Internet, các em đã nghe những tiếng nói của những người ở những đất nước tự do và dân chủ. Các em hãy suy nghĩ lại coi các em học như thế nào. Lisa gặp rất là nhiều những em du học sinh qua đây. Có những em ngồi khóc ròng với Lisa khi mà chị Lisa nói chuyện với các em đó. Bởi vì khi các em học trong mái trường xã hội chủ nghĩa mà đi qua bên đây, hoàn toàn các em giống như là một người từ trên cung trăng mà rớt xuống mặt đất vậy đó. Các em phải học lại hết từ đầu. Và khi các em học rồi ở bên đây thì các em lại muốn ở bên đất nước tự do này. Các em không muốn trở về Việt Nam nữa. Bởi vì cái tuổi đời thanh xuân của các em đã bị đảng và nhà nước tuyên truyền láo khuyết, bịp bợm. Đó là những bậc anh, những bậc chị, những bậc đi trước của các em đó. Cho nên nếu những em nào mà bởi vì mình đã bị bùa mê thuốc lú của chế độ quá nhiều, mình vẫn còn bị nhồi sọ trong mái trường của đảng, thì các em hãy nên mau mau mà dội rửa đi cho nó sạch, kẻo mình cầm cục đá mà đập vào chân của mình. Các em học và các em bắt chước những cái luận điệu mất dạy của đảng, để các em ra các em chửi những người mà đấu tranh, những người mà yêu nước chân chính. Nhưng các em nhìn lại xem coi gia đình các em được cái gì. Chỉ có một phần nhỏ là con ông cháu cha, nó đi vào trường thì nó bị miễn học phí. Rồi nó học không cần học gì hết, nó ra trường nó cũng được đưa vô làm công an xã, đưa vào làm tất cả những cái chức vụ thì nó binh vực đã đành. Những thành phần đó thì chị Lisa không còn gì để nói. Bởi vì cha con dòng họ của nó đã rút máu của người dân bao năm nay để cho nó có nhà cao cửa rộng, để cho nó phải có nhà mặt phố, bố làm to. Còn những người dân bình thường, những người dân mà các em là những người bình thường, cha mẹ các em cũng là những người buôn gánh bán bưng, gia đình các em cũng là những người mà phải làm ăn, thì các em hãy nên từ từ mà tỉnh. Có những người cũng đã từng ngồi trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa. Đến khi họ ra rồi thì họ thấy nó thờ ơ,
họ thấy nó phũ phàng như thế nào, làm ăn cái gì cũng phải móc tiền ra để hối lộ cho chế độ cả. Các em làm ăn ở tại Việt Nam mà các em không gian manh, các em không đưa tiền ra thì không bao giờ các em làm ăn mà đàng hoàng được. Mặc dù vào trường học dạy các em là một người phải thật thà, phải liêm chính, những cái mỹ từ rất là cao đẹp, nhưng mà các em đi ra ngoài xã hội đi thì các em sẽ thấy nó như thế nào. Thậm chí các em đi mua đồ ăn, các em cũng bị người ta lừa gạt các em nữa. Thậm chí tiền các em để trong túi mà người ta cũng móc của các em đi. Thậm chí những tên công an đại diện cho pháp luật mà họ còn kiếm cớ để mà bắt các em vào, để mà phạt các em khi mà kiếm từ một cái lỗi nhỏ, để mà phạt tiền các em hoặc là câu xe của các em. Phải nói rằng một cái chính quyền mà phải dạch lá tìm sâu để mà phải tìm cho bằng ra được một cái lỗi nào đó, các em suy nghĩ coi có đúng hay không. Là một con người, kể cả chị Lisa cũng không dám nói mình là một cái người hoàn hảo, bởi vì là một con người nhân vô thập toàn, không có ai mà không có một cái lỗi gì cả. Một khi mà đảng và chế độ nó đã tìm ra lỗi rồi thì làm sao mà người dân ở tại Việt Nam mà tránh khỏi đây. Một người, người ta ngồi ở trong nhà, người ta già cả, người ta không đi ra ngoài biểu tình, người ta bắt cái lo, người ta ngồi, người ta nói thôi đó, mà cũng lại ghép cho người ta là gây rối trật tự, rồi chụp cho người ta là chửi đảng, chửi bác. Các em thử nghe một cái ông cụ mà ở tại Vấn Đạo Hòa Hảo mà bắt lo lên nói chuyện, có câu nào mà ông ta dân tục mà ông ta chửi đảng hay không? Có câu nào ông ta nói mà nó không đúng với cái xã hội Việt Nam hay không? Vậy mà cũng đến gài tội người ta là gây rối trật tự công cộng, để mà bắt con người ta đi, để mà mời con người ta lên đồn công an, để mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh cho mày bỏ, đánh cho mày phải chừa, đánh cho mày phải tắt tiếng, để mày không nói gì cả về đảng. Bây giờ các em hùa theo chế độ thì chế độ nó vỗ tay, nó khen các em. Nhưng mà khi các em bị một cái gì đó rồi mà các em bức xúc, các em phẫn nộ, các em lên tiếng thì nó chụp cho các em ngay là một cái thành phần phản động, chống người thi hành công vụ. Các em thử nghe lời chị Lisa, các em làm đi. Bây giờ các em thử giả bộ, các em quay đầu ngược lại, các em giả bộ giống như là bây giờ các em nào mà cuồng hồ, cuồng đảng rồi, các em thử, các em giả bộ, các em quay đầu lại, các em nói một cái điều gì đó, thì các em sẽ thấy cả một bầy, cả một cái lũ, mà còn hơn là quân nguyên, sẽ tới tấp các em như thế nào. Rồi lúc đó các em mới suy nghĩ lại, những người mà đã hy sinh, những người mà dám đấu tranh, những người mà lên tiếng nói cho các em, cho xã hội, cho đất nước Việt Nam, họ đáng thương biết dường nào. Những người họ đang bơ vơ đó. Mà xã hội Việt Nam thì ai ai cũng vô cảm như vậy hết. Hầu như người dân Việt Nam bây giờ phải chấp nhận như vậy. Bữa nay nó giải tỏa, bữa nay nó ra quyết định giải tỏa, ngày mai nó ra quyết định cưỡng chế chung cư, ngày mốt nó kéo lên để nó làm phiền, bữa nọ nó cho văn phòng đi tới để mà hốt đồ, bữa kia nó cho trật tự đập phá mái hiên. Các em sống còn thua một con chó ở trong đất nước Việt Nam. Con chó mà nó cũng phải có nơi ăn chốn ở, cũng không ai động phạm tới nó. Mà con người ở Việt Nam bây giờ nó đụng luôn tới những gì mà các em sinh hoạt. Các em thấy rõ ràng rồi đó. Đám con ông cháu cha, đám an ninh mạng ngồi đánh cờ tướng không sao, thậm chí ngồi đánh bài ăn tiền cá một cái độ, một cái bàn cờ tướng đó 11 tỷ đô, 1 triệu đô la không bị bắt. Mà những người dân chơn chất chỉ có đánh bài để mà ăn thịt gà hoặc là quét lọ nghẹ, nó cũng mời lên nó phạt 400-500 ngàn, bởi vì nó quả tiền như vậy đó. Người dân đi biểu tình để đòi hỏi Formosa phải rút khỏi Việt Nam, đừng thải chất độc làm ô nhiễm môi trường, giết dân tộc Việt Nam, thì nó đánh đập tàn nhẫn rồi, rồi nó còn bắt lên trên đó, rồi nó còn suy nghĩ ra để mà nó buộc những người này muốn đi về phải đóng tiền phạt cho nó, mỗi một người 700-800 ngàn cho tới 1 triệu,
Bởi vì đảng không còn tiền để trả cho những cái lực lượng này, cho nên nó bắt buộc những người biểu tình phải lòi tiền ra để đóng tiền cho nó. Các em thấy nó khốn nạn như vậy đó. Một cái chế độ mà nó khốn nạn như vậy đó. Tất cả cái gì tất tần tật cũng đều lấy tiền của người dân Việt Nam mà ra cả. Vậy mà những người dân Việt Nam, người nào thông minh mà lên nói sự thật thì nó kéo cả bầy cả lũ vô, rồi nó giả bộ nó cài người vào, rồi nó giả bộ nó nói xấu người này. Hễ người nào lên tiếng là nó cho người đó là cộng sản nằm vùng, là cái người này này kia kia nọ. Nó dùng tất cả mọi cái thủ đoạn để mà nó hạ uy tín, nó hạ danh dự, nó làm cho cái người đấu tranh phải không thể nào gượng dậy nổi. Đây là cái mục tiêu của đảng Cộng sản. Sở dĩ chị Lisa chúng không làm được gì chị cả là bởi vì chúng quá run sợ tiếng nói của chị Lisa, thì chúng nó chặn đầu, chặn đuôi, chặn tất cả những cái trang mạng của chị Lisa. Nó yêu cầu YouTube phải gỡ những chương trình của Lisa. Mà trong khi đó Lisa lên đây nói tất cả những tình báo của Hoa Kỳ người ta đều biết, cộng đồng Việt Nam người ta đều biết, người ta ủng hộ chị Lisa. Chị không bỏ một đồng xu nào để quảng cáo chương trình của chị cả. Chỉ có chị cho toàn quyền mọi người đưa lên cho mọi người dân Việt Nam nghe để mà thức tỉnh, nghe để mà cảnh tỉnh, đừng quá say mê, đừng quá u mê, để rồi bị Đảng Cộng sản Việt Nam họ tiếp tục, họ đè đầu, họ cởi cổ. Vậy mà nó cũng bắt đầu lập kêu gọi YouTube phải gỡ những chương trình của chị. Đó là một điều bất công. Google cũng phải gỡ những cái gì mà tên tuổi của chị Lisa ra. Rốt cuộc người ta gọi cho chị, người ta nói cho chị, phải có bàn tay của Mỹ để mà nhúng vào, để mà can thiệp với Facebook, can thiệp với YouTube, để cho chị phải đứng vững đến ngày hôm nay. Cho nên chúng không làm được gì thì bây giờ chúng hù dọa những người dân ở trong nước Việt Nam. Hễ nghe chương trình của Lisa thì coi chừng bị đi tù. Bởi Lisa là những thế lực thù địch, là những thành phần phản động. Các em thấy có đúng không? Cả một cái thành phố Sài Gòn từ thời vua của vấn đề là kêu bằng Đinh Lê Lý Trần, Sài Gòn là mệnh danh là Sài Gòn. Ở Việt Nam mình nói tới Hà Nội, Huế, Sài Gòn không ai không biết cả. Vậy mà Sài Gòn lại bị bất tử, lại để tên một cái xác người, mà phải chi cái người này phải sanh ở trong miền Nam, cái người này có công với dân tộc Việt Nam không nói, đưa một cái thằng mà bây giờ biết ra là một thằng thiếu tá Hồ Quang, là một thằng Tào Cộng trá hình. Một cái thằng mà nó đã ra lệnh giết chết người dân ở ngoài miền Bắc 250.000 người trong cái vụ cải cách ruộng đất. Một cái thằng mà cho biết rằng là nó sanh ở xã Kim Liên, ở huyện Nam Đàn, ở tỉnh Nghệ An, vậy mà phải đi vào Sài Gòn để mà trình in ở tại Sài Gòn, để mà lấy tên Sài Gòn ra, bắt người dân miền Nam Việt Nam phải gánh trên vai cái tên xác người là thành phố Hồ Chó Đẻ, Hồ Chó Minh. Vậy mà các bạn không nhìn ra được sao? Mưu đồ của họ như vậy đó. Người dân Việt Nam họ cũng chấp nhận, họ cũng chịu đựng được. Đã gần 40 mấy năm trời, họ cũng chịu đựng được. Mà bây giờ nó tàn nhẫn, nó lại muốn bán đi cái Sài Gòn, bán cả đất nước Việt Nam cho thằng Tào Cộng. Thì các bạn là con dân Việt Nam, các bạn có mở mắt ra không? Cho nên những kẻ nào mà dư luận viên hoặc những kẻ nào mà giả bộ đi vào để nghe lời của đảng, các người hãy mở con mắt ra đi. Những người mà cố thủ, những người mà tài giỏi của đảng Cộng sản Việt Nam còn phải đi qua đưa những tin tức cho Lisa. Những tin tức mà Lisa nhận được là từ trong nội bộ cao cấp của đảng không, mà người ta còn đưa ra ngoài. Cho nên những cái kẻ mà bán nước Việt Nam, mà quay đầu lại nỗi khổ của dân tộc, các bạn không có ngày bình yên.
Cho nên hãy cảnh tỉnh đi, hãy quay đầu lại là bờ, mà đừng có giả bộ tưởng ta đây là giỏi, là tài, là âm thầm vào được tổ chức, là hại được những người đấu tranh dân chủ, là chụp mũ người này, chụp mũ người kia, chụp mũ người nọ, để mà gây cho những cái vấn đề là kêu bằng công cụ, bằng không đạt được mục tiêu. Nha, đừng nghĩ vậy là mình là hay. Nha. Chị Lisa ơi, năm 2015-2016, Ủy ban quận 1, quận nhất quyết định giải tỏa và cưỡng chế chung cư Cô Giang, quận 1. Người dân kéo lên ủy ban, quận 1 biểu tình thì bị đàn áp. Lúc đó lôi kéo nhiều người bắt, thì có vài người phụ nữ có cây kim tây ở vạt áo đã cởi ra và chích vào tai, vào bụng, vào đẻ sườn của tụi nó. Nó bị chích đau và sợ bị kim nhiễm HIV và tụi nó đã buông ra liền, rất là hiệu quả cho người bị nó ôm, lôi, và sau này tụi nó không làm căng và có khoảng cách rất hiệu quả đó cô. Cho nên cô nói những người nào mà khi chúng nó đến bắt bớ thì kêu chị em phải nên cầm kim để mà đâm mà chích như vậy đó cô. Ừ. Đối với cái lũ kiêu binh ở tại Việt Nam, chị coi cái lũ này chị khinh bỉ nó vô cùng. Bởi vì nó chỉ vì đồng tiền, cho nên tình báo qua Nam mà nó có vào Việt Nam, nó kêu những thằng này mà giết dân Việt Nam, nó cũng sẽ làm cho các em xem. Một kẻ mà chỉ vì đồng tiền, chỉ vì quyền lực như vậy, nó giết cha mẹ nó cũng dám giết. Thằng Trường Chinh đó, chỉ cần được, vấn đề là thằng Đặng Xuân Khu đó, chỉ vì được Đảng Cộng sản khen mà nó dám quay đầu lại để nó giết cha mẹ ông bà của nó. Mà tiếng nhơ của nó tới ngàn đời. Các em thấy thằng con trai của Nông Đức Mạnh không? Mà bây giờ nó còn phải phản đối, bởi vì cha của nó là thằng Nông Đức Mạnh lấy cái con bồ của thằng con trai của nó. Mà khi mà vấn đề là nó tố giác lên như vậy thì Nông Đức Mạnh lại cắt chức cái thằng Nông Đức Tuấn, không cho làm bí thư nữa ở một cái quận huyện nữa. Bây giờ cha con nhìn với nhau như là kẻ thù. Người cộng sản là như vậy đó. Các em thấy và các bạn thấy rằng đồng chí đồng đội với nó cũng lôi ra, nó thanh trừng như thường. Tất cả những người nào mà đã ăn tiền, mà đã xây nhà rồi, hãy nghe lời nói chương trình của Lisa, mà mau mau tìm cách để mà tẩu tài sản, hoặc là đưa tài sản, bằng không nó sẽ bắt vào ở trong tù, sẽ nằm lớp 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 ở trong tù. Nó nuôi cho no đi, rồi nó vặt lông chứ không gì cả. Nha. Chị ơi, chị chửi cái bọn ỷ có chức quyền đó chị chửi giùm người dân đi chị, ở đường Võ Thị Sáu á. Chị ơi, cái lũ công an phường quản lý khu đô thị đó chị, nó bắt người dân lùi vô 5 mét á chị. Nó nói là đất của nó á chị, bắt người dân lùi vô 5 mét á chị. Không là nó cho người xuống đập nhà của người dân á chị, tịch thu mặt hàng họ buôn bán á chị. Cái lũ khốn kiếp, chị đào cha, mắng mẹ nó đi, ở Biên Hòa á chị, mẹ kiếp bọn cộng sản. Chị đã nói rồi, nước chảy thì chỗ nào cũng sẽ tới thôi. Trong tương lai, tất cả những người nào mà ở tại Việt Nam cũng đều bị nó thanh trừng. Bởi vì thật sự ra nó muốn cho đời sống người dân phải không sống nổi. Để mà trai phải đi làm cu ly, gái phải đi làm ô xin hoặc đi làm đĩ. Để mà chi vậy? Để nó đưa người Tàu vào, để mà khống chế, để mà đồng hóa, để mà sát nhập cái đất nước Việt Nam này của tầng Tàu Cộng. Và sau đó nó dùng những cái thành phần mà dư luận viên, hoặc nó dùng những cái con chó mà tai sai này để mà cai trị. Rồi khi nó cai trị không được nữa rồi, thì nó vắt chanh bỏ vỏ. Mưu kế của thằng Tàu Cộng là như vậy đó.
sau này nó chửi lại những con chó này. Là ngày xưa mày ngục, mày đánh đồng bào, mày theo tao, mày nghe lời của đảng đỉ, mà mày không biết rằng trong đảng là do người của tao nắm ở trong đó. Cho nên ra lệnh cho mày giết đồng bào mày, đánh đồng bào của mày. Mày làm cho đồng bào mày run sợ, mày đập nhà, mày phá cửa, mày cưỡng chế để mày lấy đất mày bán cho tụi tao. Mày tham tiền chỉ vì những đồng tiền đó. Bây giờ tụi tao đã công trạng cáo thành, tao đã vào đây được rồi. Bây giờ tao đã nắm được đại quyền rồi, thì tao không để cái thứ của mày làm cái gì cả. Bởi vì sau này biết đâu chừng có người nào có tiền nhiều hơn tao sẽ mua chuộc được mày, thì mày sẽ bán đứng tao thì sao? Cho nên cái lũ con quan của tụi bay là phải đem ra để mà biêu đầu giết chết không tha. Hoặc là tao bắt cả gia đình dòng họ của mày phải ăn những cái chất kịch độc của tao đem qua, để cho dòng họ bà con mày chết lần chết một. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì sẽ mãi mãi trường tồn. Bởi sao vậy? Bởi vì các em thấy 196 nước người Việt Nam tị nạn cộng sản đã ở rải rác khắp nơi. Thằng Tàu Cộng biết sẽ không thể nào tiêu diệt được dòng giống của người Việt Nam. Bởi những người Việt Nam, người ta đi qua những cái đất nước nhưng mà trái tim người ta vẫn là người Việt Nam. Cho nên sau này cũng có thể là nó ngăn, nó không cho cái dòng người Việt Nam trở về trong nước. Nó chỉ mượn một cái khẩu hiệu là tất cả những thành phần mà ở hải ngoại là những thành phần phản động, không cần phải vào trong nước. Bởi vì khi Tàu nó tràn lan từ Bắc chí Nam rồi thì nó đâu có cần những người Việt ở hải ngoại này về. Mà nếu những người Việt này về thì bắt quá về chỉ có ăn chơi đú đỡn rồi đi qua thôi, chứ không có mẹ gì. Đó là cái mưu đồ của thằng Cộng sản. Đó là mưu đồ của thằng Cộng sản. Cho nên Lisa tóm lại cho mọi người biết là các bạn phải phá, tìm cách phá hoại tất cả những nhà máy, xí nghiệp, công ty của thằng Tàu Cộng ở tại Việt Nam, cho nó phải rút lui để nó không làm ăn được. Bằng không thì nó sẽ đầu độc cả một dân tộc Việt Nam phải chết từ từ. Chỉ có một cái Formosa thôi mà toàn dân từ Bắc Trung Nam đã đứng lên ngày 5 tháng 3 mà không bứng gốc của nó đi được, thì cái tình trạng mà ở tại đất nước Việt Nam những hãng xưởng của nó rồi đây sẽ mọc lên như là nấm. Lisa nhìn về quê nhà, Lisa thấy rõ ràng chỉ có một cái Formosa thôi mà thế lực của thằng Tàu nó vũ bão như vậy. Nó đã thải ra giết chết cá hàng triệu tấn như vậy, ô nhiễm môi trường. Rõ ràng một đứa con nít cũng nhìn thấy cá ngửa bụng lên chết như vậy mà toàn dân Việt Nam không làm gì được cả. Tại sao vậy? Bởi vì chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang cài hết thằng Tàu Cộng ở trong đó. Nó sẵn sàng ra tay để mà cướp mỏ những tiếng nói của những người dân. Rồi đây nhà máy giấy ở tại Cần Thơ, rồi đây những công ty xí nghiệp ở tại Bình Dương, nó sẽ thi nhau để ào ạt, để tàn phá đất nước Việt Nam. Bởi vì ở bên Tàu Cộng bây giờ nó đang ô nhiễm hết sức là nặng nề. Nó chỉ đem những hãng xưởng đó qua Việt Nam để nó chọn Việt Nam là một cái mảnh đất mà sẽ xả thải, sẽ giết một cái mảnh đất chết. Chỉ tội nghiệp có những người thông minh khôn ngoan nhìn ra sự thật, tìm cách để mà bỏ chạy khỏi Việt Nam. Còn có những người u mê, hão huyền, hão mộng, tưởng rằng mình có được 3 đồng tiền, cha mình làm lớn, được làm tay sai cho Tàu Cộng, có nhà cao rồi thì mình cứ ở mà không nghĩ tới tương lai nó như thế nào. Thử nghĩ tương lai 50 năm sau đi, thử nghĩ tương lai 10 năm sau có như thế nào. Mỗi một năm, mỗi một ngày thì hàng hóa của Tàu Cộng ào ạt vào Việt Nam. Bây giờ những cái xe công mà sang trọng, Lexus, Toyota,
Camry, Mercedes nó đem ra nó bán đấu giá mẹ hết trơn. Bộ Tài chánh nó kêu ra bán đấu giá mẹ hết trơn. Các bạn nhìn thấy rồi đó. Cho nên tóm lại nền kinh tế Việt Nam sẽ còn thê thảm nữa, sẽ còn chết nữa. Và mọi người phải nên tỉnh thức dậy. Đừng để cho mình phải run sợ. Đừng để cho Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được cái mục tiêu là làm cho mình nản đi trong cái công cuộc đấu tranh chống Cộng sản này. Nha. Thôi, thời gian cũng đã hết. Lisa mong gọi tất cả mọi người Việt Nam hãy mạnh mẽ. Mình làm đúng thì mình không sợ bất kỳ một cái điều gì cả. Mình không thẹn với trời, mình không hổ với đất, mình không nhục đối với tiền nhân, đối với dân tộc đất nước Việt Nam, bởi mình đấu tranh chính nghĩa. Còn mặc ai nói ngã nói nghiêng, mặc ai không ủng hộ mình cũng đừng bao giờ mà mình đứng đây là kêu bằng là đau buồn, mà hãy tiếp tục con đường để mà mình đấu tranh chống Cộng sản. Lisa bất tài vô dụng, cho nên Lisa không có theo một đảng phái nào. Lisa chỉ ủng hộ tất cả những đảng phái đó. Cho dù những đảng phái đó họ có đi điên với Cộng sản, họ có như thế nào đi chăng nữa thì Lisa cũng ok. Nhưng mà khi họ Lisa nhìn ra được, biết chắc chắn họ là người Cộng sản thì Lisa chỉ buồn cho đất nước, cho dân tộc của mình mà thôi. Còn ngoài ra thì Lisa vẫn tiếp tục mạnh mẽ và tiếp tục đi trên con đường của mình. Con đường của Lisa là phải lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của Lisa muốn cho dân tộc Việt Nam không thể nào sống dưới cái sự mà độc tài, khốn nạn, áp bức của cái đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên Lisa mong rằng mọi người Việt Nam luôn luôn cứng rắn, đừng bao giờ nản chí. Còn những người mà đã bị đảng Cộng sản Việt Nam bắt, thì nếu các bạn nào có dịp vào thăm, hãy nên nhắn gửi những lời nói của Lisa, cộng đồng người Việt hải ngoại và ân xá quốc tế cũng như nhân quyền, lúc nào họ cũng quan tâm đặc biệt về những trường hợp đó. Các bạn sẽ không bao giờ bơ vơ đâu. Cho nên đừng run sợ rằng khi mình vào tù rồi, không ai biết tới mình, không ai lo cho mình, rồi nghe những cái luận điệu của tụi nó, rồi đâm ra hoang mang, rồi sợ sệt, rồi sau này khi nó thả ra, không dám làm cái điều gì hết. Đó là bị mắc mưu của đảng Cộng sản. Chính chị Lisa cũng là người bị nó nói như vậy đó. Nhưng mà chị vẫn khẳng khái, vẫn đứng lên cho đến ngày hôm nay. Vẫn đấu tranh chống cộng triệt để. Cho dù còn chỉ một hơi thở thôi, cũng phải đấu tranh. Thôi nha, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí tối đêm nay. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sắp tới. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.